xem nào. Ừ, hang để mình xin. Mẹ ơi mẹ, xe này chẳng như rùa ấy, mẹ mua xe máy cho con đi. Không được, không được, tiểu học không được tự đi xe máy. Không được, tiểu học không được tự đi xe máy. Mẹ, con lớp 5 rồi mà, mẹ, nếu mẹ không mua xe máy cho con, ngày mai con sẽ không đi học đâu. Thôi, để mai mẹ mua cho. Là số 1. Em. Này, mua xe rồi này, muốn thử không? Có chứ. Em. Chào anh chị, xin anh chị đừng buồn nữa. Thằng bé đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng đầu thằng bé bị nặng, giờ da độc mạnh, lại không đội mũ bảo hiểm. Mong anh chị thương yêu con quá. Muốn gửi một thông điệp tới các vị phụ huynh và học sinh là
học sinh tiểu học không được tự đi xe máy và phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hãy thực hiện tân hoa giao thông là sống vì cộng đồng. Vì thế, mỗi cá nhân hãy tự ý thức bảo vệ tính mạng của mình và tính mạng của mọi người. Thank you.